Và đây là nhân vật chính của câu hỏi tại sao tôi đi từ xa tới mà mấy anh không nhận xe bảo dưỡng, không nhận phu trợ. Thì dựa trên câu hỏi đó, số hai bánh mình đã luôn lắng nghe chiếc thèn để mà nâng cấp những cái dịch vụ cũng như là thao tác của thợ lên, và bắt đầu mở ra để kiểm tra thử lý do tại sao. Tại vì nhiều lần đã mở cái co này với kim phun này ra, nó bị gãy ở phần này. Anh em thấy nó mỏng lét không? Thấy không? Nó khá là mỏng luôn. Chỉ cần vị trí này mà mình tháo không đúng á, ha, vị trí này mình tháo không đúng ở con ốc này. Đây, đó, ốc này một con. Đây, nó sẽ con ốc như này. Bắt sát nó cứng lắm anh em, bắt sát và rất là cứng nha. Bắt sát và rất là cứng. Khi mà mình mở không đúng thao tác hay là sơ suất một xíu thôi là nó sẽ làm gãy cái này liền. Gãy liền tức khắc. Và khi đó cái co cao su, cái này là cao su nè, nguyên cái phần này là cao su nè. Cái co này á, mình muốn mua là có, nhưng mà có tùy thời điểm. Nhiều lúc á, ở trong nhà sản xuất họ không có sẵn mà mình phải đặt hàng nhiều lúc nửa tháng, tuần, thì có phải là gây cho sự bất tiện khách hàng không? Cho nên là lúc trước mà tháo á, thường hay gãi số hai bánh mình rất quan ngại vấn đề đó, để nó sẽ làm ảnh hưởng tới những cái sinh hoạt hàng ngày trên con xe của khách hàng, cho nên là mình không nhận. Còn bây giờ đã cố gắng làm để tháo ra xem thử như thế nào, và đã có cách, có đồ nghề chuyên dụng để tháo những cái này ra để giúp hỗ trợ việc bảo dưỡng những em phu chờ quay FE của anh em hoàn thiện hơn. Anh em muốn thấy xe 30 mấy ngàn mà cần có gì bảo dưỡng đúng không? Đầu tiên là anh em nhìn phu chờ này đến từ Long An nha anh em. 34.500, nếu như theo Odo khuyến cáo bảo dưỡng mà chuyên sâu á, nó phải là gần hai lần, tại vì 10 mấy ngàn, 20 ngàn bảo dưỡng chuyên sâu một lần, đúng không em? Vậy thì trong Odo 30 mấy ngàn này có những vấn đề gì ở con xe này? Bên này nè anh em, cảm giác chạy trước đi, là nhông sinh dĩa thường ở 30 mấy ngàn này của những xe future hay các dòng quay RSX, quay RS gì đó, nhông sinh dĩa trên xe nó sẽ nhanh giãn và anh em phải tăng hoài. Cũng như là Odo 30 mấy ngàn thì gần như nó đã mòn hết một đời rưỡi của nhông sinh dĩa, đúng không? Thì bộ này khách hàng đã thay mới nè và đã dơ như vậy, thì việc bảo dưỡng sẽ vệ sinh và bảo dưỡng lại, sẽ là vệ sinh và dưỡng sên lại sạch hẳn những khu vực khóc nhông này cho anh em đó ha. Nếu như mình không có thời gian rửa cũng như là không có dụng cụ ở nhà rửa, khóc nhông, mang cá, hộp sên, rửa hết lại cho anh em luôn ha, các chi tiết. Thứ hai nữa là cái nhông sinh dĩa anh em cũng có thể vệ sinh nhà, bảo dưỡng nhà. Thứ hai nữa là lập vỏ, đúng không, thì cũng vẫn có thể là kiểm tra và thay mới theo định kỳ tầm khoảng 8.000 đến 10.000 một lần ở nhà. Đó thì xe anh khách này anh cũng đã từng thay rồi, và đây là lọc gió sau Odo lần thứ hai của ảnh. Như vậy thì có phải là 30 mấy ngàn nó dơ cỡ nào anh em, nếu mà mình không kiểm tra và không thay mới. Về lọc gió dơ nó sẽ làm ảnh hưởng tới lượng xăng và gió chuẩn trên một con xe. Tại vì xe là xe FI, nó điều khiển bằng ECU, thì lượng xăng và gió nó sẽ tự động nha anh em, tự động điều phối sao cho hoạt động của con xe nó mượt nhất. Nhưng mà nếu mà lọc gió dơ thì nó sẽ hiểu rằng thiếu gì đó, nếu phải thêm miếng xăng gì đó thì lúc đó có phải là hao xăng không, cũng như là động cơ của anh em đi sẽ không có bốc nữa. Vấn đề thứ ba nữa ở con xe số mà anh em nói rằng 30 mấy ngàn cần nhiều xe bảo dưỡng, là một cái vấn đề anh em vẫn có thể kiểm tra ở nhà. Ví dụ như Buri nè, thấy được không chồng? Đó, 30 mấy ngàn nè, nó đã mòn xéo một khúc nè. Tuy là không nhiều, cho nên nó nhiều khi anh em nghĩ rằng Buri đến lúc nào đó mình mở ra mình kiểm tra thấy nó quá mòn mới thay. Như kiểu Buri này thì chưa cần phải thay, nhưng mà khuyến cáo của nhà sản xuất Honda họ đưa ra là Buri nó chỉ tầm khoảng 20 đến 25 ngàn phải thay mới để đảm bảo vấn đề những góc đánh lửa và hành trình đánh lửa nó ngọt ngào của xe của mình, cũng như tiết kiệm xăng. Vậy thì nếu mà để chờ cho đến lúc mòn quá mà nó không hoạt động được nữa thì rõ ràng là động cơ không nổ thì sao, chắc anh em đã biết. Đó là về những cái ngoại quan cơ bản nhất mà anh em có thể tự chăm sóc cũng như kiểm tra ở nhà để đảm bảo con xe mình nó hoạt động ở mức nào đó có thể kiểm soát được. Tuy nhiên thì những phần bên trong thì sao ở Odo 30 mấy ngàn? Đầu tiên nhất Nhật muốn nói tới là gói bảo dưỡng này sẽ bao gồm luôn vệ sinh lại hồng ga và kim phun. Vậy thì anh em nhìn hồng ga này, nó đủ dơ chưa? Đủ dơ chưa anh em? Nếu như mày theo Nhật nha, thì hồng ga này ở Odo 30 mấy ngàn này chưa đủ dơ. Tại vì á, tùy theo cách sử dụng xe của mỗi người, cũng như là thói quen đổ xăng của mỗi người, cũng như là những cây xăng khu vực anh em thường hay đổ, thì cái lượng xăng đó nó đi vào, lọc gió nó đi vào, nếu mà dơ hay là sạc thay thường xuyên, nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cái vấn đề dơ của hồng ga này.
đó, xăng mà đổ không đủ chất lượng thì không ra sẽ nhanh dơ. Lọc gió mà để dơ quá thì lượng xăng gió nó đi vào nó làm ảnh hưởng khá là nhiều tới hồng ga cũng sẽ nhanh dơ. Và như vậy ha, thì để khi mà dơ như vậy á thì mình sẽ bị cái gì, mình sẽ có những tình trạng gì. Thứ nhất là ga nó không có ngọt, lên ga nó hơi ì xe. Thứ hai nữa là có khả năng làm ra anti của mình nó bị chập chờn. Thứ ba nữa, nếu mà nặng quá có khả năng là sẽ không nổ máy được. Với những cảm biến trên này nó hiểu được rằng lượng xăng, lượng gió đi vào không đúng với tiêu chuẩn, nó không cho nổ máy. Thì đây mình sẽ xịt thử cho anh em xem. Đó, anh em thấy cơ bản sơ thôi, nhật xịt sơ thôi nó đã dơ như vậy rồi. Nhưng mà phải tháo cảm biến này nọ ra đúng cái thật rồi mới xịt được nha anh em. Cái này nhật test cho anh em xem thử thôi. Vẫn là cái vấn đề xăng, gió, lửa nữa anh em. Đây, trên họng ga nó sẽ có kim phun. Bây giờ thì kim phun của mình ở ô đô này, nếu mà theo nhật thì đã sạch. Sạch nha, sạch so với nhiều lần mà Nhật quay clip những con xe mà ô đô 20-30 ngàn. Thì những cái vấn đề này, nếu như mà để cái kim phun mình nó dơ quá thì lượng xăng nó sẽ không mịn, nó phun không có đều. Đó, phun không mịn, không đều thì lúc đó con xe mình chạy nó chắc chắn rằng sẽ hao xăng cũng như là ì. Cộng vào đó là những cái cảm biến nó làm cho con xe mình chạy không có ngọt ngào nữa, rất là khó chịu. Rồi tiếp đến nữa, ở ô đô 30 mấy ngàn này, khi mình tháo lọc xăng ra, thấy cái lọc xăng nó dơ, nó đen như vậy. Anh em cứ tưởng tượng thì thí dụ như mà cái vải mình hơi thưa á, ha, cái vải mình hơi thưa, hơi mỏng á, mà đủ mịn á, thì mình nước nó chảy qua dễ. Còn cái vải mình hơi bị dày đặc, hơi bị khít á, cái tông nhiều á, thì nước nó sẽ không khó qua. Thì cái lọc dơ lọc xăng này nó cũng tương tự như vậy. Về lâu về dài, lượng xăng nó thấm vô trong cái bông trong này, ha, trong bông trong này, những sợi carbon trong này, thì nó đi qua để mà nó lên cái hệ thống bơm xăng đi xuống buồng đốt á, nó lên nó hút không được mạnh nữa. Thì có phải là lượng ga anh em chạy xe nó rất là ì không? Chỉ cần mình kiểm tra đúng theo chu kỳ khuyến cáo của hãng là tầm khoảng 20-25 ngàn nên thay lại lọc xăng, thì lúc đó con xe mình sẽ cảm giác nhẹ nhàng, nó khác hẳn lắm anh em. Ngoài ra khi bảo dưỡng đối với cái dòng xe số á, thì anh em sẽ còn làm được những gì nữa đúng không anh em? Anh em luôn mong muốn là làm sao đó để cái tay thắng của mình phía trước nó nhẹ, nó dịu giống như lúc mới mua xe về. Thì sẽ bao gồm luôn làm nhẹ vệ sinh lại heo thắng cho anh em mình, vệ sinh lại heo thắng, vệ sinh lại dây thắng, dây côn, dây ga cho anh em mình nhẹ nhàng luôn. Rồi kiểm tra lại vỏ trước, vỏ sau, xem thử vỏ mình còn đủ tiêu chuẩn để vận hành hay không. Giống như anh khách này đã thấy được cái vỏ sau của ảnh khá là mòn, cho nên ảnh quyết định thay luôn vỏ Michelin Biologic 2 cho nó đồng bộ bánh trước và bánh sau. Rồi kiểm tra luôn bố thắng đùm, bố thắng đĩa trước sau nữa nè. Rồi hệ thống điện, kiểm tra lại bình ắc quy, xem thử bình ắc quy mình đã sao bao nhiêu năm, bao nhiêu ô đô, 30 mấy ngàn đó, thậm chí là 20 mấy ngàn là thời gian xài của mình. Vì bình ắc quy nó chỉ có thời hạn sử dụng trong khoảng 2 năm thôi anh em, đúng điều kiện tiêu chuẩn thì mình sử dụng được nha. Còn thí dụ anh em đi nhiệt độ môi trường hay cách sử dụng không đúng thì tuổi thọ của nó cũng thể nhanh hư hơn. Làm nhẹ lên luôn những công tắc đèn, công tắc xi nhan này, mình sử dụng lâu ngày á, mình rửa xe hay nước mưa nó vào á, tác động nó làm bị sượng, bị cứng, khó sử dụng đúng không anh em. Chưa tính đó là những cái gác chân này nè anh em, đó thấy chưa, anh em thấy không, nó rất là nặng luôn. Tùy theo xe mà nó có bạc đạn nữa thì nó còn có thể nặng và cứng nữa. Rồi gác chân, chân chống này nọ sẽ được xịt dung dịch bôi trơn rồi bẫy để giúp cho vận hành nhẹ nhàng lại, để anh em việc sử dụng thoải mái con xe mình hơn. Nếu một thời gian bảo dưỡng một con xe số thì nó tầm khoảng 2-3 tiếng. Tuy nhiên thì mình sẽ rút ngắn clip lại để anh em tham quan tham khảo qua cho nó nhanh. Chứ còn mà kể dài quá thì anh em cũng ngán xem clip đúng không? Và dĩ nhiên những cái gì vệ sinh lại như kim phun nè, sẽ sử dụng những cái máy chuyên dụng như là máy sóng siêu âm này để làm sạch cái kim phun của mình từ bên ngoài đến lẫn bên trong, chứ không phải là chỉ vệ sinh sạch bên ngoài không thì cũng không tác dụng anh em ha. Và trong cái hạng mục bảo dưỡng sẽ gồm luôn kiểm tra phuộc sau cho anh em, là kiểm tra phuộc trước, rồi vỏ, mâm thắng, những cái hoạt động của con xe cho khách hàng kiểm tra qua, hoặc là cho khách hàng biết được những món đồ này là những món đồ mới và zin chính hãng anh em ha, như lọc gió nè, zin hết, những cái zin phốt của bơm xăng nè anh em. Khi mình tháo ra thì mình cũng hay chia sẻ với anh em là zin phốt bơm xăng nó sẽ bị dễ dãn nở, không gắn được. Rồi bố thắng zin Honda nè, thì bố thắng này mình có thể chọn bố Elite hoặc là bố Racing Boy cũng được. Bạc đạn của bánh trước nè, zin phốt heo nè, đó, bơm xăng nè. Vậy thì những cái linh kiện phụ tùng nhỏ nhỏ như vậy thôi nhưng mà vẫn mang đến khách hàng những cái trải nghiệm gọi là zin và hoàn hảo lại sau khi bảo dưỡng. Vậy thì có đáng để bảo dưỡng ô đô 30 mấy ngàn này không anh em? Và đây là cái kim phun mà sau khi được vệ sinh bằng sóng siêu âm lên em. Đó, từ cái phần bên ngoài, quan trọng là phần này nè. Đó, những cái lỗ kim phun, những lỗ kim phun này ha. Nó phải sạch, nó phun xăng mới mịn được. Thì những cái máy sóng siêu âm của mình nó sẽ có tác dụng làm sạch cái kim phun của mình giống như vậy. Bây giờ thì vệ sinh luôn cái họng ga cho anh em nè. Đó.
Về trong gói bảo dưỡng 15 bước sẽ bao gồm luôn vệ sinh heo thắng dầu cho mình, đúng không em? Thì những phần sinfos trong con heo này về lâu về dài á, nó sẽ biến dạng phần nào hoặc là chai phần nào. Nếu mà mở ra thường sẽ phải thay luôn để đảm bảo vấn đề vận hành của con heo mình nó mượt mà hơn, nó êm hơn. Về bảo dưỡng một con xe số hay xe ga cũng vậy em, thì nó sẽ khá là dài và Nhật cũng lên nhiều clip rồi về những cái bước bảo dưỡng 11 bước hay là 15 bước. Thì Future này là lần đầu tiên mà Nhật quay để chia sẻ với anh em rằng bên mình luôn lắng nghe cái khách hàng để nâng cấp thêm những cái dụng cụ đồ nghề để hỗ trợ chăm sóc xe cho anh em, đúng không nè. Thì về ngoại quan thì mình phải thấy được những cái chỗ nào nhẹ nhàng, chỗ nào mượt mà lại. Còn về phần nội bên trong như là lọc xăng, kim phun, buri thì giờ cũng chia sẻ với anh em rồi, và chờ xin thử nổ máy cái ga nó có lành hay không, cùng với là những cái công dụng gì, công cụ gì mà hỗ trợ fit lại cũng như là canh chỉnh lại hồng ga, hồng xăng của anh em cho nó đúng với cái chuẩn xăng gió như ban đầu xe đang mới mua vậy. Nhằm hỗ trợ việc sau khi bảo dưỡng thì dòng xe FE có được cảm giác ngọt ngào, là tiết kiệm xăng, thì tất cả chi nhánh số 2 bánh đều có máy chuyên dụng để reset lại ECU. Nói chung là trung tâm điều khiển hệ thống phun xăng phun gió đó anh em, để sau khi bảo dưỡng cảm giác xe như mới nè, giúp lanh ga, nhẹ máy còn mượt mà nữa. Ngoài ra để đảm bảo ở mức Odo bảo dưỡng này, điện đèn xe hoạt động hoàn hảo kèm với đủ dòng điện từ bình ắc quy để cung cấp cho ECU vừa mới reset, thì cần phải có bình ắc quy hoạt động tốt nha anh em, đủ ampe, nên việc kiểm tra lại bình ắc quy là không thể bỏ qua được. Và dĩ nhiên thì nếu xe ga thì vệ sinh nồi, còn xe số thì vệ sinh và bảo dưỡng như dễ thường xuyên như lúc đầu Nhật nói á, thì anh em rõ ràng là có thể làm ở nhà, nhưng nhiều khi nó rất bất tiện, đúng không anh em? Thì ở số 2 bánh á, trong gói bảo dưỡng 11 hay 15 bước đều có vệ sinh và bảo dưỡng sinh dễ cho anh em, giúp cho anh em đỡ mất công làm ở nhà nè. Và anh em có thể chọn riêng gói bảo dưỡng vệ sinh như dĩa chỉ với 60k, được vệ sinh sạch sẽ đúng quy trình, rửa sơn và dưỡng sơn bằng chai chuyên dụng Gorison để có bộ nhôm dĩa đi bền và êm và luôn sáng bóng. Như vậy thì anh em cũng thấy được phần nào tác dụng của gói bảo dưỡng dành cho xe Futurelet rồi ha. Còn có kiểm tra phụ, đèn, kèn để đảm bảo chiến mã của anh em hoạt động luôn hoàn hảo nữa chứ. Thì rõ ràng là mỗi khi bảo dưỡng xong, thợ mình sẽ luôn chạy thử để xem thử cảm giác con xe có cần canh chỉnh gì nữa không, để đảm bảo rằng bàn giao xe khách hàng nó phải ngon, phải đã, phải sướng với cảm giác chạy xe sau khi bảo dưỡng 11 hoặc là 10 bước hoặc là 14, 15 bước, đúng không nè anh em. Lúc mà thợ mình đang chạy xe thì Nhật xin chia sẻ thêm cho anh em về gói bảo dưỡng 14 bước này ha. Sẽ 400k từ thứ 2, thứ 6 dành cho dòng xe ga, xe số và xe con tay. Nếu mà thứ 7 Nhật thì 800k anh em ha. Để đảm bảo con xe anh em đi ngon hơn sau những Odo mà Nhật thường hay chia sẻ thì mình nên bảo dưỡng, để đảm bảo rằng con xe mình có những cái ống ga ngon, có những cái cảm biến mượt mà cũng như tiết kiệm xăng cho anh em. Bởi vậy những cái gì mà khách hàng luôn góp ý, khách hàng luôn mong muốn thì số hơi bánh mình luôn lắng nghe, đúng không nè, để mang đến trải nghiệm tốt của khách hàng cũng như từ sản phẩm dịch vụ. Vì sếp Nhật thường hay dặn rằng không quan trọng là hóa đơn khách hàng là bao nhiêu tiền, mà phải quan trọng là phục vụ khách hàng hài lòng và quay lại thường xuyên với số bánh. Như vậy là với số bánh mình vui rồi ha. Cảm ơn em xin chào lại anh em, bye bye.